Trên toàn cầu thì người ta ước tính rằng cái ngành công nghiệp thú cưng tổng giá trị của nó khoảng 267 tỷ đô la mỗi năm. Ở Việt Nam thì tốc độ tăng trưởng rất là nhanh trong những năm gần đây. Và cái tốc độ tăng trưởng nó cỡ khoảng 18 đến 20% mỗi năm. Nhưng mà nó không phải là một cái mảng chiếm chủ yếu trong các lĩnh vực mà một sinh viên tốt nghiệp ngành thú y có thể làm việc. Nhìn chung thì cái nhu cầu lao động đang rất là cao, thường xuyên là thiếu hụt lao động, tuyển dụng không đủ để đáp ứng cái nhu cầu tăng sản lượng, phát triển thị trường của công ty. Cái ngành thú y nói chung, ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho các cái đối tượng động vật nông nghiệp thì bên cạnh đó thì có cái mảng thú y cho thú cưng. Thì ở các nước đã phát triển thú y cho thú cưng thì đã phát triển từ khá lâu rồi. Trong những năm gần đây nhu cầu nuôi thú cưng gia tăng rất là nhiều. Một trong những nguyên nhân đó là cái nền kinh tế phát triển, người ta có thu nhập nhiều hơn và dẫn đến là cái nhu cầu cuộc sống cũng thay đổi. Một bộ phận người dân là có nhu cầu nuôi thú cưng để xem nó như là một người bạn. Trong một cái xã hội hiện đại rất là nhiều stress thì người ta cần thêm những cái con vật như là người bạn để mà bầu bạn trong gia đình. Ở trên toàn cầu thì người ta ước tính rằng cái ngành công nghiệp thú cưng tổng giá trị của nó khoảng 267 tỷ đô la mỗi năm. Ở Việt Nam thì tốc độ tăng trưởng theo tôi được biết là rất là nhanh trong những năm gần đây. Và cái tốc độ tăng trưởng nó cỡ khoảng 18 đến 20% mỗi năm. Và theo cái đánh giá của cá nhân tôi thì cái tốc độ tăng trưởng còn tiếp tục diễn ra mạnh trong những năm tới. Và đây nó trở thành một cái hướng khởi nghiệp và tạo công ăn việc làm cho nhiều em sinh viên trong lĩnh vực thú y mà yêu thích động vật thú cảnh. Mảng thú y cho thú cưng phát triển nhanh và mạnh, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ trong tổng các công việc, các lĩnh vực, các cái đóng góp của ngành thú y. Và phần chính thu hút lao động trong mảng thú y đó là đảm bảo sức khỏe, phòng bệnh, trị bệnh, sản xuất thuốc, kinh doanh các cái sản phẩm về thú y, tham gia vào quá trình nuôi và kinh doanh các sản phẩm chăn nuôi. Tôi vẫn đánh giá rất là cao và cái mảng thú y cho thú cưng rất là quan trọng, nhưng mà nó không phải là một cái mảng chiếm chủ yếu trong các lĩnh vực mà một sinh viên tốt nghiệp ngành thú y có thể làm việc. Phạm vi làm việc của các bạn sau khi tốt nghiệp ngành thú y và ngành chăn nuôi thì theo tôi rất là rộng. Nếu những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và học lên cao theo hướng phát triển về mặt hàn lâm và về mặt khoa học thì có thể xin làm việc ở các viện, các cơ sở nghiên cứu của nhà nước, các trường đại học cao đẳng và trung cấp. Bên cạnh đó, hệ thống các doanh nghiệp vẫn là cái nơi mà thu hút nhiều lao động nhất. Đào tạo ngành thú y chăn nuôi trong cả nước nói chung, số lượng các em tốt nghiệp hàng năm không đủ để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty. Hoạt động của tập đoàn Greenfeed thì có rất là nhiều, bao gồm cả thức ăn chăn nuôi, phát triển trại chăn nuôi. Và sinh viên tốt nghiệp từ ngành thú y, ngành chăn nuôi trong cả nước có rất là nhiều vị trí làm việc ở trong tập đoàn Greenfeed, như là kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Mảng công việc tiếp theo là kỹ thuật trại, bao gồm kỹ thuật trại heo, kỹ thuật trại gia cầm, tùy theo trình độ, tùy theo khả năng làm việc để mà người ta bố trí kỹ thuật ở mức là giám sát đảm bảo sức khỏe cho một cái đàn vật nuôi hay là cho cả một vùng. Và có một số anh chị có kinh nghiệm thì có thể phụ trách cả nước hoặc là nhiều nước khác nhau. Và trong công ty thì có một bộ phận nghiên cứu thì tập trung nghiên cứu về dinh dưỡng thức ăn, nhưng mà đồng thời phải nghiên cứu các chất bổ sung liên quan đến sức khỏe của gia súc gia cầm. Các loại thuốc phòng và trị bệnh cũng phải được thử nhiều và thử các loại thuốc trong cái điều kiện sản xuất khác nhau, và từ đó thống kê đánh giá để tìm ra được, để hiểu được là loại thuốc nào nó hiệu quả nhất và tối ưu nhất trong chăn nuôi. Cách đây khoảng 10 năm về trước thì hầu hết các em sinh viên trong ngành thú y, trong ngành chăn nuôi ra trường thì đều
để làm kinh doanh. Nhưng mà ngày nay thì đang tăng dần cái tỷ trọng, cái vị trí là kỹ thuật. Nhìn chung thì cái nhu cầu lao động đang rất là cao, thường xuyên là thiếu hụt lao động, tuyển dụng không đủ để đáp ứng cái nhu cầu tăng sản lượng, phát triển thị trường của công ty.